Ê, con gái bảo bối, có chuyện gì? Ba ơi, xe máy của con lại hư nữa rồi, phải đưa đi sửa. Ba có thể đến đón con không? Bây giờ ba phải đi đón tổng sở trưởng. Dạ không sao, ba cứ việc đi làm đi, tự con xử lý được rồi. Tạm biệt ba. Cô ơi, xe máy của cô bị hỏng đúng không? Ở đây không gọi được xe, gọi 119 đi. 119. Alo, 119 chào bạn. Phải, phải. Cô à, tôi xin nói rõ cho cô biết luôn. Nếu như quả quạng gọi 119 thì nghe còn được. Đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu như mà có người rơi xuống nước, mạng sống đang gặp nguy hiểm, gọi điện thoại cho chúng tôi thì không thành vấn đề. Nếu như bắt rắn, bắt hổ hay là bắt ong, đây cũng là công việc của chúng tôi. Cô xin được hỏi cô là bây giờ cô đang gặp vấn đề gì? Tôi sắp đi làm, xe máy của tôi bị... Đi làm cũng phải gọi 119. Cô à, cô làm ơn giùm đi. Nếu như cô là một bà chủ cần đi làm thì ngồi xe xịn. Nếu như cô là nhân viên phải đi làm thì cô đi xe buýt, đi xe đạp hay là đi bộ. Chứ sao mà tôi nghe cô... Tôi đi làm gọi xe cứu hỏa 119 là nghe không chịu nổi được rồi đó. Không phải đâu, tôi sắp phải đi thì... Hết pin rồi, xe máy của mình lại bị hư. Cuộc đời thật là tràn đầy thử thách. Alo, alo. Được rồi, giọng điệu đừng có bi quan như vậy. Chúng ta xem như là làm việc công, anh không sợ bị khiếu nại sao? Không phải chứ, cô ta đùa thôi. Cô ta tới nhà hàng 199 ăn tới no rồi thì thôi đi. Bây giờ ngay cả đội cứu hỏa 119 của chúng ta, cô ta cũng muốn ăn cho no nữa. Không chỉ ăn đến no, mà 24 tiếng đồng hồ quanh năm không nghỉ. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Hả? Anh, nước tương của nhà chúng ta được giải thưởng. Một lát nữa có rất nhiều ký giả đến nhà chúng ta. Ba kêu chúng ta đưa nước tương xong thì mau về nhà. Anh biết rồi, nhưng mà trước khi đi về nhà theo anh đến một chỗ cứu viện đi đã. Còn đi cứu viện? Anh không có thời gian còn đi giúp người khác nữa. Có cái nào khác đâu, ai kêu anh đang làm gì có đây. Anh là 119. Tôi được rồi, đi thôi. Anh lên, không có thời gian đâu. Dạ. Dừng xe! Dừng xe! Dừng xe! Hey! Dừng xe! Hả? Lừa mình luôn hả? Cô à, lúc nãy cô gọi kêu xe 119 có phải không? À, dạ đúng, dạ đúng. Lên xe đi. Hả? À, được, được. Cô à, cô muốn đi đâu vậy? Đường Trung Sơn. Hoặc là anh có thể chở tôi đến khu chợ, tôi tự đón xe đi tiếp là được rồi. Đường Trung Sơn hả? Như vậy tiện đường, chúng tôi có thể chở cô qua đó. Cho anh một like đó. Cuộc đời tràn đầy thử thách cũng tràn đầy cơ hội. Anh đúng là 119 của tôi. Ôi, cô nói là cô phải thi làm nhân viên chính thức của nhà hàng sao? Tôi đã tham gia huấn luyện suốt 2 tháng ở nhà hàng này rồi. Vất vả 2 tháng trời, chính là kỳ thi ngày hôm nay đó. Đến nhà hàng rồi. Xem ra cô thực sự là một người nghiêm túc đến liều mạng. Tôi tin là cô nhất định sẽ được tuyển dụng. Có thật không? Chắc chắn.
Người có cố gắng nhất định sẽ thành công, có đúng không? Cảm ơn. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội để phục vụ hai anh á. Chắc chắn có cơ hội mà. Hôm nay rất cảm ơn anh. Anh 119. Được khách sáo. À đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên là Triệu Tính Đẹp. Đây là em trai của tôi, Triệu Anh Khải. Dạ, chào anh. Tôi là Trần Duy Nguyên. Chào cô. Chào cô. Liên lạc sau nha, tạm biệt. Tạm biệt. Anh lấy